Dạ, xin chào các bác nhá, chào các bác và xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại kênh YouTube của em nhá. Kênh em chuyên bán hàng Nhật bãi, đồ gia dụng. Thì hôm nay em sẽ có các bác này 6 con máy hút bụi cỏ nhất, rẻ nhất, béo nhất. Đó thì các bác xem nó có phù hợp không thì mua nhá. Đó thì giá đắt nhất là 500 ngàn thôi, còn rẻ nhất là 300 ngàn. Đấy. Thì tí em sẽ test, em nói từng con luôn đó, cho các bác coi. Đó thì cái này bác hút về bác hút vớ vẩn các thứ cũng được. Đó, nguyên cuộn dây điện của nó 5 mét thôi là bác mua nó cũng phải tầm 130-140 ngàn rồi. Đó. Đó, mình liên cuộn dây điện không nhá. Đó, bác mà về 5 mét đó là cái dây này của nó này bác này. Đó, dây này to lắm bác nhá. Đó. Tại vì có những con máy hút bụi nó đứt dây rồi, em có tháo ra được sợi dây, nọ dây của nó cực kỳ to luôn đấy. Không phải nó dây của nó là dây 1.25. Đó, mà đồng nó nhiều lắm, đồng nó ghê lắm. Nó 1.25 của nó không phải như là nó phải bằng hơn cả 1.5 của mình luôn. Đó, nói các bác một điều như vậy luôn. Đó, rồi em sẽ test cho các bác nhá. Còn em sẽ nói từng con. Đó, con này thì hoạt động ok, hoàn hảo, sáp này. Đó, em nói qua xong em sẽ test máy. Đây. Con này nó là bật nguồn ở tại đây. Đấy, bật nguồn ở đây. Thu dây bên đây. Đó. Thì tình trạng máy đây. Đấy. Sáp. Bên chỉ là Sơn Nhật nha, 47 kg, sản xuất 2013 đấy. 13. Đây, bụi nó đây. Rồi tiếp theo con này là 400. Con này là hàng gì đây? Hàng này là China luôn. Đó. 1000W, 4 kg 9. Đấy, thì con này nó tay cầm, con này máy thì còn rất là đẹp nhá, điện nó tăng tốc ở đây. Đấy, nhỏ to ở đây tắt ở phía sau này, còn lên nhanh hay là chậm là do ở đây. Còn tiếp theo là con này 300 ngàn, con này số 2 là 400 nhá, con số 3 là 300. Con này nó bị sao, tại sao nó 300? Nó hoạt động ok nhưng mà cái chỗ này đấy, nó mất cái gờ chỗ này, nên các bác về các bác chế cái gờ gì vào đây cho nó. Con này hai ống bụi này, nó dã man luôn, máy hai ống bụi nó cũng tăng giảm ở đây, máy chạy ok, hút ngon lành luôn. Thì tiếp tục đây, con này là của Hitachi. Đấy, con này thì chổ điện nhá. Đây, con này chổ điện. Đó. Đây, ống bụi nó ở đây. Đó, nhựa. Đó, chỗ điện. Điện 100V hết bác nhá. Đây con này 500. Đó, con số 5 350 ngàn. Đó. Đây. Con này thì đây. Bấm tắt mở trên đây. Trên cần. Đó, 350 ngàn. Con này công suất bao nhiêu? Thì công suất của mấy con này thì thường thường dao động nội địa Nhật chỉ 1000 đổ lại thôi. Đấy, con này 1000W này. Đó. China 2009. Đây, tiếp theo con số 6 này, 400 ngàn. To vật vã luôn. Này, ống bụi to lắm. Các bác nhìn này, ống bụi to khổng lồ luôn. Đó, 400 ngàn, số 6. Hôm nay các bác chưa cái tiền để em đóng một cái thùng hút bụi này không đã mất 30 nghìn rồi. Đó, một thùng hút bụi này, 30 nghìn. Đó. Tại vì em có con nọ con kia bù qua, sớt lại. Mỗi con này chút ít, đó. Từ những con cao cấp chia ra con thấp nhất. Đó, ví dụ cái giá này là nó bị lỗ rồi. Đó, cái giá này bị lỗ lặng rồi các bác nhá. Nhưng mà nó lại gánh từ những con máy hút bụi đời cao, nó gánh qua. Đó, nó gánh qua một chút. Đó, em nói thẳng luôn, em buôn bán thì em nói có gì cũng phải giấu hết đấy. Đó, thì em bán phải có con nọ con kia nó gánh qua. Thì bây giờ mình sớt đi sớt lại rồi thì vốn mình cân đối đi, thì bây giờ mình bán những con này đó dưới cái giá nhập vào luôn. Đó, đó, dưới cái giá nhập vào luôn, nhưng mà vẫn chấp nhận bán thôi, tại vì những con kia nó gánh qua gánh lại rồi. Vì những bác thích những con đời cao thì phải chấp nhận số tiền cao, cái gì cũng vậy thôi bác ạ. Thì con đời thấp hơn thì phải chịu. Đây, con này sáp nhé, em thử cho bác nghe thì em cắm điện nhá.
À, bấm con kia, con này đem đây, đây bác. Đó, máy chạy rất êm các bác nhá. Đấy, 500 ga. Quá bèo, con này hút bụi. Đó, nhiều bác thì có cái gọi như là nhu cầu sử dụng ít, mấy thứ hai là tài chính nói chung là chỉ cần như vậy thôi. Đó, nói thẳng là chỉ cần sử dụng như vậy thôi, nên các bác không cần cao cấp quá, bác hút bậy bạ cái thứ linh tinh đó. Đó, không cần mua máy nhiều tiền thì vẫn có, tại vì giống như nồi cơm thôi đó, cũng có những cái vừa tiền mà có những cái rất là đắt tiền, nên là do các bác nhu cầu đây nhá. Chúng con này chạy cũng rất êm nhá. 400 ngàn rẻ hơn con máy hút bụi cầm tay hôm nọ em bán 350 ngàn các bác nhá. Đó, thì em nói rồi, con nọ có con kia, chứ không phải con nào nó cũng giống con nào được. Nếu mà con nào nó về cũng đời cao hết thì ngon quá. Đó, các bác thấy con này không? Đấy, chạy rất êm nhá. Đó, nó chỉ bị lỗi này thôi. Nói chung cái này bác về chế đơn giản thôi, nó làm cái móc từ đây này, và móc rồi lại. Đó, là xài thôi. Có 400 ngàn bạc con máy hút bụi. Nguyên sợi dây điện thôi nó mất 150 rồi, 5 mét rồi. Tiếp theo là con Hitachi. Đó, con này là 500 ngàn chỗ điện nhá. Tay trên tay luôn. Con này đi số 4 này cũng 500 ngàn nhá. Nó mới con sáp hai con đắt nhất. Rồi đến con này. Con này bấm lên đây. Cái này giờ nó không chạy nữa rồi. À đây. Bác này tắt mở tắt 350. Em nói các bác chỉ bằng cái dây điện nó được trăm mấy rồi, lâu lắm thì có cái đợt hút bụi rẻ vậy các bác. Cả cái máy, cả cái to như chà bảng nhà. Thu dây vẫn hoạt động nha bác nhé. Rồi, máy hút bụi rẻ như vậy thì các bác đó, thì tương ứng với nhỏ đấy. Nói chung là giá rẻ như vậy thì các bác đừng đòi nó cao cấp quá, nó cũng khó lắm. Giá tiền như vậy thì bác chấp nhận nhá. Rồi, xin chào các bác nhá. Bác nào có nhu cầu mấy con hút bụi cỏ này thì cứ liên hệ với em. Nhiều khi có bác mua về chế cháo làm cái mục đích khác cũng nên. Đó, xin chào các bác, hẹn gặp lại các bác.